Chào các cô bác anh chị gần xa trong nước ngoài nước. Tôi xin kể một câu chuyện này bằng có bằng cái sự thật ở gần nhà tôi. Có một cậu này, ổng tu rất là chân chánh, ổng rất là hiền hậu, được ơn trên độ ổng cho nên ổng mới gặp được ông hổ. Có một ngày đó ông rủ cậu hai của tôi hỏi anh đi núi không. Cậu hai tôi mới trả lời: đi núi đi bằng cách nào mày? Tôi nói thì ông đi đi, rồi ngày tôi hướng dẫn cho ông đi. Cái ông cậu hai nói: thôi nếu mà đi thì để tao về nhà tao sửa soạn đồ đạc quần áo rồi đi được, chứ như không đi sao đi mày. Cái ông cậu mới nói: thôi nếu ông đi thì tôi dẫn ông đi, khỏi cần quần áo gì hết. Cái bắt đầu ông cậu hai ông mới từ, ông nói: mẹ nói chuyện ngộ mày, mà ông nằm trên võng ông đung đưa đó nha. Cái bắt đầu ông cậu ông mới nói: thôi bây giờ tôi dẫn ông đi núi nha, ông nhắm mắt lại đi. Ông nhắm mắt lại chừng nào mà tôi kêu ông mở mắt ra thì ông phải mở. Cái ông mới nằm võng trên hai cái giò, ông gác lên cái võng, cái tay ông mới để lên cái ngực. Ông nhắm mắt lại, ông nhắm mắt lại cái ông nghe trong người ổng như cái võng mà nó đưa ổng mà bổng bổng bay bổng bổng bổng, cơ thể ổng như là bay bổng bổng nửa lưng trời vậy đó. Ổng nó bay trong một cấp vậy đó. Rồi cái ông cậu này ổng mới nói: thôi anh mở mắt ra đi anh hai. Thì trong khi bác hai ổng mở mắt ra, thì thấy ổng ở trên chốc núi ông cắm á, mà ổng dòm á trên chốc núi xung quanh á thì cây cối rừng rậm không, mà ở đâu mà có hai ông hổ đứng hai bên. Cái ông bác hai ông sợ quá sợ đi. Cái ông cậu ông mới cười, ông nói: anh đừng sợ, đó là chư thần theo hộ anh em mình, là chư thần đưa anh em mình về đây nè, anh đừng sợ, anh cứ niệm Phật đi. Cái ông bác hai ông mới bình tĩnh lại, ông niệm Phật. Ông niệm Phật một hơi rồi cái ông cậu ông mới dẫn dẫn bác hai đi viếng khắp núi hết, đi cho khắp núi hết. Rồi chiều về cái đi vô trong cái chỗ chùa đó nghỉ, mà không có ăn uống gì hết, mà không có nghe đói, chỉ là ông cậu ông hỏi anh khát nước không. Khát nước thì ông không biết nước ở đâu, từ đâu mà ông có. Ông bác hai ông nó cũng không biết từ đâu mà có, nó đem lại cho uống là no đó. Đi lên chảnh mà ổng nói đâu có bao lâu, ổng nghĩ là không có được bao lâu hết trơn á, mà tới chừng mà bác hai ông cậu mới nói: bây giờ anh về chưa, anh về em đưa cho anh về. Cái ông bác hai nói: thôi về về mày đi giếng nãy giờ xong rồi, thôi giờ thì về đi về. Thì trong khi đó rồi ổng mới ông cậu mới: thôi anh nhắm mắt lại đi, tôi đưa anh về. Thì ổng nhắm mắt lại thì cũng trong cơ thể ổng cũng nghe bay bổng bay bổng bay bổng gì đó nha. Cái mở mắt ra thì ổng về tới ngoài dạp này, ngay dạp đó. Rồi nhà ổng thì ở trong ngọn, ổng cũng không biết là từ đâu. Rồi cái ông cậu nói: thôi bây giờ anh đi hổm rày, là anh biết mình đi mấy ngày không? Ổng nói: không, tao đi hổm rày tao không biết mấy ngày, anh đi hổm rày là 5 ngày rồi đó. Thì mấy đứa con dưới này thì đâu không ngờ tự nhiên ổng như vậy, rồi mấy đứa con mất tích luôn, không biết ổng ở đâu mà không biết ở đâu mà tìm kiếm ổng á. Con cái cũng âu lo mà không biết sao giờ. Thì đúng 5 ngày ổng đi về. Ổng đi về xong rồi cái đâu khoảng vài ngày sau cái ổng đi ra nhà chơi, ra nhà ông cậu chơi. Ổng mới hỏi: anh đi gặp cọp với tôi không? Cái bắt đầu ông bác hai ổng đấy: cọp đâu mà bất tử dưới này mà gặp mày. Cọp thì có mình lên trên chỗ có núi non mới gặp ổng thôi, chứ ở dưới này sao gặp. Ông nói: vậy mà anh muốn gặp tôi cho anh gặp. Cái ổng mới dẫn đi ra ngoài mé sông. Cái ổng nói đó, mai ổng chở đi xuống đó, đi dài đang chạy có dọc bển. Anh thấy không? Cái ông bác hai ông nói: sao tao đâu không thấy mày, mày nói giúp hay nói láo chứ không cọp đâu chạy guồn guồn vậy. Cái này là tôi chỉ anh không thấy hả? Bây giờ anh không tin á, tôi bơi xuồng qua bển, tôi chở anh qua bển bứng dấu cọp nè, dấu chân cọp nó chạy xuống dấu vỏ còn đó. Ông nói: mày mà
Nếu mà có thật sự thì tao thấy rõ ràng tao mới tin chứ, mày nói mày chỉ tao, tao đâu có thấy mấy ổng đâu. Cái bắt đầu ổng bơi bơi xuồng qua bên sông, ổng bứng gì à, bứng mấy dấu cọp mà mấy ổng đi xuống nãy còn dính đất đó, lún đất đó, bứng gì à, bứng về cho ổng coi. Cái ổng này quá kinh ngạc rồi, ổng không ngờ ổng bị gì, thấy ổng tu gì thôi chứ cái pháp lực của ổng đã sáng tỏa mà ổng bắt hai ổng đâu có hay. Rồi ổng mới bất ngờ, ổng mới cảm phục ông này. Cái một ngày đó ổng mới nói thôi bây giờ tôi nói anh như thế này, anh chịu đi theo tôi mà lên núi tu vài năm gì không? Không bất hai nữa, đâu có đi được mày, tao vợ con mà, vợ con tao nhóc đây rồi tao đi rồi ai lo, có mày dẫn tao đi chơi vậy tao về thì được chứ còn tao đi luôn mấy năm này làm gì. Cái ổng cừ, ổng nói tiếng mấy năm chứ dẫn không đi chứ chừng 2 ngày thì 2 năm, 3 ngày thì 3 năm. Thì đằng này bác hai nghĩ rằng là ông cậu ông nói chơi thôi. Cái ông nói thôi anh đi thì tôi dắt dẫn anh đi chứ anh không không đi thì thôi tôi không có dẫn anh đi. Thì lây quay qua đâu có mấy ngày thì ông cậu ông đi mất tiêu, ông đi mất tiêu luôn, không có ở nhà. Ông đi trong khoảng một tuần lễ mà ở nhà vợ con cũng không biết đi đâu. Rồi ông về, ông về thì quần áo của ông đi mấy ngày không có đem bộ nào, quần áo cũng lấm lem. Mà hồi ông đi ông bận bộ đồ đen, về ông cũng bận bộ đồ đen đó mà nó hơi lấm lem hơi dơ chút thôi. Cái vị đó là bắt đầu ông sáng tỏ, ông cứu người cũng giúp người luôn. Ai bất cứ những bệnh gì, bệnh ế, bệnh nặng, bệnh nhẹ gì không biết mà đi đến ổng đó, thì ổng chỉ hốt những bài thuốc lá cây, lá ổi, lá xài, lá mít gì đó là ổng hốt cho uống là hết. Có một người ta lợi dữ lắm nha, lợi xèo xèo, lợi dữ dằn. Mà bệnh gì ổng không từ cho, không có bệnh gì mà không cứu được hết. Cái ổng mới có một người đó, một đứa cháu đó cũng đau nhiều lắm, nó là nó bị lũng phổi, bác sĩ khám là lũng lá phổi, lũng hết trơn luôn. Mà máu nó ra là nói là mỗi lần nó ho là lấy bô hứng không đó. Rồi cái bắt đầu nghe vậy xuống ổng, ổng hốt uống có 3 thang, ha, một thang đầu là thấy nó đỡ được, nó đòi thèm ăn cháo rồi. Thang thứ hai là nó ngồi dậy được. Bước qua tháng 3, tháng thứ ba là bắt đầu nó khỏe luôn, nó ngồi vậy nó đòi ăn đủ thứ, là không còn ra máu, không còn ho gì nữa hết. Cuối cùng rồi là ở đó ông hốt uống cho chừng 10 bữa uống tiếp tục là hết luôn. Hết luôn thì dân chúng người ta là đi lại hốt dữ lắm, hốt luôn. Rồi cái mà người ta cho tiền ổng không bao giờ ổng nhận, không nhận tiền ai hết, mà ai cúng cái gì ổng cũng không nhận hết. Cúng thì cúng nhưng mà cúng là của ai mấy cách gì à, chứ ổng không nhận một cái gì để lại hết. Rồi có một đêm đó ổng học võ, mà ổng học võ tiên á, tiên đi xuống dạy ổng nửa đêm gì đó, trăng rằm ngày ổng học là ngay chân ngày rằm không, là ngoài hè ổng cây cối phước vườn tược dữ lắm luôn. Ổng dọn trống một chỗ vậy đó, đủ ông múa giỏi vậy đó. Nửa đêm ổng đi ra là đúng ngày tháng nào ông chịu, ngay chân ngày rằm là ổng ra đó ông học. Mà ổng quýnh ạch đuổi như phịch đuổi ngoài hè. Cái có ông cậu kế bên ông nói ông này mận gì mà nửa đêm ổng ra ngoài hè ổng làm gì, đuổi đuổi ổng mới bò ổng gình thứ đây gình cái ông này ổng làm cái gì. Bò ổng gình thì thấy ông này ổng đi đường gôi, ổng quýnh giỏi gì ổng quýnh quá chừng quýnh luôn mà không có thấy ai dạy ổng chân á. Mà ổng thì hồi đó giờ ổng là người đạo ở đó, mà ổng đâu có đi học võ ai, mà ổng ra đó ổng giật tối ngày ổng mần bệnh ổng hút thuốc đó thôi chứ đâu có đi đâu, mà tại sao mà ổng quýnh võ dữ à. Thì ông cậu mới tò mò, ổng mới tò mò ổng hỏi, khi vắng khách ổng hỏi mà ổng cừ không nói gì chứ. Ổng nói sao cậu mày biết, mà cái lời nói ông nói chuyện rất là nhẹ, tiếng nói nó ra nhẹ nhàng mà chậm rãi lai gai lắm luôn. Cái nói hỏi sao cậu mày biết, cái nói cái ông cậu này ông cũng nói tôi thấy anh nghe anh quýnh ạch đuổi hồi này tôi ra thử coi anh
như thế nào, tôi gần tôi coi như thế nào mà tôi không thấy ai dạy anh, mà anh hồi đó giờ anh lo làm phước không, mà tại sao anh biết học võ mà anh đi ra vợt. Ổng nói cậu mày hỏi thì tôi mới hé cho cậu mày nghe, tôi được lệnh ơn trên kêu tôi phải học để bảo thủ thân, bảo thân dễ thân chứ, mà cái chuyện của tôi đôi khi tôi làm bệnh đây nằm nhiều người ta hơi ganh tị rồi bất ngờ mình đỡ mình thủ thân thôi. À ổng nói ơn trên, tất nhiên là mình biết là ổng học võ tiên rồi, không có người nào dạy mà ổng mới ăn nói ra thì ổng theo, mà đối mặt với ổng mà quýnh chừng 10 người, mười mấy người là quýnh đối mặt ổng là quýnh vô không nổi, bị mình võ phàm có tiên mà sao vô không nổi đó. Vậy đó cái bắt đầu hút hút thuốc uống quá hay, người ta đồn thiếu dữ dằn đến bà mẹ của ổng dò thuốc tể, tự bà sáng tác ở nhà bà dò, mà ơn trên độ bà dò thì bà cho cháu nào uống cũng hết bệnh, bệnh gì cũng hết đó. Rồi mà cộng lại con vợ rất là hiền luôn, đâu mà trời ông sắp đặt hai vợ chồng mà người nào cũng hiền, tu nhân tích đức làm phước, bởi thành thử ra cái đức hạnh của cha mẹ mà để lại bây giờ con. Ổng thì mới qua đời đây rồi, mới qua đây mà con bây giờ ha, đứa nào nó đứa nấy nó giàu ha, mà ta kêu bằng đại gia không đó. Rồi thêm ba vị con bây giờ nó học theo cái đường lối của ông cha để lại là bây giờ ha, làm phước lắm, ai mà đau ốm bệnh hoạn hay như thế nào mà gặp cái chuyện khó khăn ha, sức bật chịu ra là cho họ coi như là không có thiên tương tiếc tiền, giúp là giúp, bởi mày giàu dữ dằn vào đức hạnh của công đức của cha để lại rồi con noi gương theo nữa, cộng vô hai cái đó bây giờ ta kêu con bị đại gia, đứa nào cũng giàu chứ. Cái ngày ổng qua đời ha, cô Tư kể không nghe một cái là khiếp vía cái mà Phật pháp. Cái ngày ổng qua đời mà chư thần cho ổng một cái sâu chuỗi thần, ổng treo trên trang á, ổng để trên trang á, cái ổng ổng tắt thở, cái sâu chuỗi thần đó, sâu sâu chuỗi ổng treo trên trang á tự biến mất, tự biến mất mà ở trên nóc nhà của ổng đó ha, hào quang mà nó túa xuống ha, ánh ánh hào quang túa xuống sáng như là mà lửa xẹt, ông dòm thấy là dữ lắm luôn. Cái đằng này cái ông cậu mà gìn ổng mà uống giỏ đó, ổng thấy tiếc cho một người mà để cứu dân độ thế, ổng mới vô của quyền mà đốt nhang ông giấy ơn trên đặng cho ổng chi hồn vía ông này trở lại nhập lại đặng cho ổng sống lại ổng cứu dân độ thế. Cái ổng mới vô đốt nhang xong rồi ổng mới lấy cái cây cờ á, ổng leo nóc nhà ổng quơ, ổng đảo cho nó leo nóc nhà ổng quơ, ổng đảo ổng kêu hồn vía của ông này nè, ông cậu nè trở lại để mà sống lại để cứu dân độ thế. Mà nhưng mà tới ngày giờ của ân trên mà dẫn ông đi rồi đâu có kêu, cũng không có trở lại được nữa, thành thử ra là ổng đi luôn, ổng đi về Phật luôn. Rồi bây giờ con cái giờ đứa nào cũng giàu mà lại noi gương theo đức hạnh nữa, bây giờ làm phước làm gian, sau này đứa có ổng có một đứa con mới có 4 5 tuổi y gan trong lời đức thầy nói, ông cậu mà mất rồi nó nha, ổng có một đứa con như năm đó nó 5 tuổi ha, là 5 6 tuổi gì cũng quên rồi ha, đức thầy ổng nói giờ chưa vào trường mà chưa học mà thông đó, không có học chữ nào chứ, không có học một chữ nào mà thấy, thậm chí cô giáo đi vô đến trường học muốn vô học học cũng không không, cô giáo không dám kêu, muốn chơi ra ngoài giờ bắn đạn không, muốn chơi gì chơi, muốn vô học nào học, mà nhưng mà không học gì đó, mà đưa một cuốn truyện hay một cuốn giảng gì nha, rồi em nó cầm nó đọc sơ qua rồi bắt đầu nó đưa cho mình nó là dòm, và nó đọc là không không sót một chữ luôn, đọc như bé cây luôn không sót một chữ luôn. Rồi em nó mới mấy ông già bà lão rồi nghe kè em nó quá giỏi, mấy ông lại dấn, ông nào nấy già gâu tới ngực chứ lại dấn xin bài thi này xin bài thi nọ xin, rồi
mà mỗi lần mà nó mấy ổng lại mà dấn thấy ha, là nó lại ngay chân bằng giữa, đầu bằng giữa nó ngồi, ông già bà lão râu tới ngực chỉ có là ngồi hai bên gì chứ không được ngồi bằng giữa, là bắt đầu nó dùng dài ha, nó ngáp hai ba cái gì ha, là bắt đầu nói chuyện với mấy ổng. Mấy ổng hỏi nó những cái câu nói về bên Phật pháp, mấy này mấy ổng già mà nho mà, là nó trả lời hết trơn, găng dứt hết trơn, Lấy dao chặt một cục ra nó trả nha. lời găng dứt hết trơn. Cái tới chừng mà ổng nó hỏi lại ổng, là nó hỏi lại mấy ông đó không có ông nào đáp lại câu nào được hết. Mà nhưng mà hỏi về bên nho nha, mà cô Tư biết gì chứ, cái tiếng nho người ta nói cô Tư đâu có hiểu được, đâu có biết được, mới lặp lại thì cô Tư kể vậy thôi. Là nó đáp mấy ổng không có ông nào trả lời đáp được, còn nó thì nó hỏi nó câu nào nó đáp lại mới 6 7 tuổi thôi. Rồi lúc lúc đó nó nổi lắm, nổi, rồi bây giờ dân chúng lại với nó cũng là làm bệnh này kia nọ, cứ y giống cha nó vậy đó. Mà nó không có hút thuốc nha, mà nhưng mà nó chỉ làm phép thôi. Chính là đứa em của cô Tư á, thằng cha Út đó, nó đau nặng lắm mà chích thuốc hoài không hết. À nó thì nó thương thằng trai út, cha Út của cô Tư lắm. Nó ra nó nghe gì chứ nó đi ra, nó thôi anh ngồi vậy đi, anh ngồi vậy đi để em giúp cho anh hết bệnh. Cái thằng nhỏ em nó mắc đỡ ngồi vậy chứ nó đâu đâu có ngồi nổi, nó không ăn uống mà mấy ngày trời mà đỡ ngồi vậy, là nó ra ngoài không nhà của Tư, nó bẻ cái ớt hiểm nha, vô rồi nó phán sau lưng, nó phán trước ngực, rồi thằng này tuột xuống phóng tắm cài cài ăn uống cài cài cơ tới Bệnh luôn. chứ. Là bây giờ á, hiện hiện bây giờ là nó vẫn còn linh nghiệm, nhưng mà mấy ông này á, mấy ổng căng quá à, mấy ổng không có cho, là làm những cái chuyện người ta tới đông, thành ra nó ẩn luôn, bây giờ nó không có dám ra mặt mà để giúp đời, nó ẩn mình luôn. Nhưng mà những người nào thân thuộc, những người nào mà nó biết ha, là nó ra tay nó giúp, chứ còn kiểu như nó không có giúp, kiểu ai tới là giúp, là mấy ông này cấm, mà mấy ông cấm rồi thôi, nó ẩn mình luôn tới bây giờ chứ nó không có ra giúp nữa. Thì cô Tư biết bao nhiêu thì cô Tư kể đi. Bao nhiêu Dạ, thì cảm ơn cô Tư diễn giải ngày rất hay. Thì cô Tư còn hỏi thêm mất cô Tư. Thì ông bà ta nói một câu thường là năm thịnh bảo lục, thì bây giờ thì đang là lục lọi, và những cái người hung ác đó Tư, thì nó đang lúc nào phải sống tình với những người tu. Thầy có biết một câu như gì: nước trời nạn ngập thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta. Thì hai câu này ý nghĩa như thế nào, nhờ cô Tư diễn giải thêm cho bà con hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. thì cô Tư nói con nghe, những người hung ác người ta đâu có tin tưởng về Phật trời, tao đâu có tin về nhân quả, thì người ta phải chống kình lợi, người ta đâu có nghe theo á. Và bên mà Phật pháp hình đức thầy lại để lại những câu gì mình phải đáng học hỏi, mà nhưng mà cái người đó người ta không tin tưởng rồi, ta phải chống kình lợi rồi, người ta không có tu hành, không có tin tưởng trời Phật, cho nên ta chống kình. Thì cô Tư nói con nghe, những người nào như vậy á thì đến khi nào mà gặp tai nạn ách thì nó khó thoát khỏi, còn người nào mà biết tin tưởng trời Phật tu hiền á, thì ơn trên tới tượng đụng chuyện thì ơn trên cứu giúp mình, đời bây giờ còn mỏng manh rồi còn gì. Tai nạn của Đức Thầy ông nói lại không có cái gì sai hết, mà tại người ta không tin tưởng trời Phật thành thử ra người ta mới là như vậy thôi. Chứ đời bây giờ cô Tư nói con á, mình bây giờ mình phải gắng cố gắng cúng lại tu hiền niệm Phật làm phước làm gia ăn chay niệm Phật, có thể là gặp tai ách nặng nề mình có thể vượt qua được, chứ bây giờ tu không kịp đâu con ơi, không còn tu kịp nữa đâu, mong manh dữ lắm rồi. Tại những người ta không hiểu về Phật pháp hay là ta không tin tưởng gì về Phật ta mới như vậy. Chứ cô Thư thấy đời bây giờ nó khổ đến nơi rồi, không còn cái gì nữa hết, mình phải gắng cố gắng mà để tu hiền niệm Phật ăn chay chứ làm lành đánh dữ, chứ bây giờ mà nghênh ngang mãn tử là không còn ai đâu con ơi.
Dạ thì cảm ơn cô Tư diễn giải nghe rất là hay. Thì cô Tư cho con hỏi thêm, thì như trong thời gian này mà Pháp mình là nó quá thời trễ cận rồi, không thể nào mà cho kịp cái thời vừa hồi hôm qua, thì bây giờ mình phải làm thế nào và thầy quyết hay không gì với cô Tư là nay Dương Trần gặp đuổi Mương Âu phải sớm giọt sương đông hạ, thì hai câu này ý nghĩa thế nào cô diễn giải thêm môi. À, con nói sao nói lại cô tư nghe cô Na đừng Dương Trần gặp buổi mưa ngâu phải sớm giọt sương đông hạ. đó là cái nghĩa nó là mình phải cố gắng lên mình làm lành đánh dữ làm hiền làm phước làm gian ăn lành ở hiền chứ mưa ngâu nè giọt mưa cuối cùng rồi con phải cố gắng lên để mà tu luyện chớ đừng làm hung làm ác nữa là đâu còn kịp thời nữa. Dạ. Dạ thì cảm ơn cô Tư. Thì cô Tư cho con hỏi thêm hai câu nữa cô Tư. Thầy có biết gì? Chừng nào quét nọ liền ra chuột kia mãn hạn, khi vào vườn hoa thì hai câu này ý nghĩa thế nào? Tư giải thêm. Cái kết nọ liền trai là tất nhiên là con phải tu hiền tu lành ăn chay niệm Phật cho những cái tình trạng con gặp khó khăn hay là con gặp những cái chuyện mà bất chắc gì con cũng phải vượt qua được hết. Nếu mà con không có ăn hiền ở lành thì làm sao cái vết thương của con mà gặp cái chuyện này kia nọ mà vết thương con lành được, ơn trên đâu có đổ con thì cái nghĩa là như vậy. Và theo cô Tư là nghĩ như vậy thôi chứ còn nhưng những riêng những người nào thì nghĩ sao cô Tư không biết. Chứ nếu thí dụ như cái vết thương của con mà con không ăn hiền ở lành con gặp những cái chuyện chắc như vậy con đâu có vượt qua được. Đó, ăn hiền ở lành thế những vết thương đó thì nó thấy mới có vượt qua mấy cái lành lại với con được. Tôi cho con hỏi thêm hai câu của thầy cô Tư. Thầy có nói gì? Thấy dương gian lường gạt thánh thần mà chưa sót cho đời ngôn hạ, thì hai câu này có nghĩa thế nào cô Tư? Cô Tư giải thích. Thì cái nghĩa đó là Đức Thầy nói là mình á mấy người á tánh của người ta không có ngay thẳng tham lam thành thử ra thì muốn nói cho những người đó phải hiểu đừng có tham lam mà sống cho chân thật cho là cho ngay thẳng à, chứ đừng có tham lam rồi thành thử ra là Đức Thầy thấy vậy là lòng của thầy chua xót à, thầy muốn khuyên đó, bây giờ mình phải ăn hiền ở lành ngay thẳng đừng có tham lam gì hết của ai là thay thầy thấy những người tánh không được ngay thẳng tham lam thì thầy chua xót lòng gì thì cô Tư chỉ hiểu ý nghĩa chút đỉnh về bên pháp thôi thì cô Tư trả lời nhiêu đó chứ cô không có được hiểu sâu xa thành ra cô Tư trả lời dài dòng như người ta hiểu pháp nhiều thì không được cô Tư chỉ biết chút đỉnh à. Thì cũng có một cái nhân duyên lành, thì con cũng mấy anh em cũng đi tới đi lui á, thì cũng thấy gì cái hoàn cảnh của cô á rất là khó khăn đúng không cô Tư, Đúng rồi, cô Tư khổ lắm con ơi. thì con thấy cái nhà của cô ở cặp mé sông á, mỗi lần mưa là nước nó ngập lút hết rồi. Cô có thể mình kể ở trên cộng đồng mạng này để cho cô bác mình gần xa á, xem để mà cô bác mình thấy gì cái hoàn cảnh cô khó khăn á, thì có thể là chia sẻ một chút ít nào đó cho cô Tư để vất vả và Nam Mô A Di Đà Phật. À, cô Tư á, cũng kể cho các con nghe với anh chị cô bác ở trên cộng đồng mạng ra gần mà hiểu giùm cho tôi rồi giúp đỡ cho tôi rồi rất là cảm ơn. Cái nhà tôi á, nó nằm dưới chủng mỗi lần mưa gió tới mưa á, là tràn nước vô trong nhà tôi á cứ gần ngập như là nước ngập quanh năm vậy đó mưa là tràn là ngập tới mắt cá luôn vậy đó tràn vô vậy đó rồi nó rất là dơ giấy thờ phượng đồ ông bà đồ nó cũng không có được sạch sẽ của quyền không được sạch sẽ mà tôi khổ lắm nghèo rất là khổ khắc dệt chiếu bán ấy. Thì bây giờ bán mua bán giờ á ta mần ăn không được năm nay nó gặp khó đủ thứ cho người ta mần ăn không được mua bán dệt chiếu bán giờ bán không được mần ăn lỗ lã đi bán vé số á lúc đó ba đi bán vé số giờ bán dữ lắm bán rồi mình già rồi cẳng nó yếu đuối lỗi bán không nổi
Bây giờ cô Tư rất là khổ lắm luôn. Bây giờ cô Tư nó chỉ là ao ước cho mà cô bác anh em ở mà gần xa có thương mà giúp đỡ giùm tôi có được cái nhà cho nó được cao gác cho thoát nước gì đó. Nghe nói mỗi lần á, trời mưa là cô Tư bị dột nát không ngủ được, thì đó thì ý định của cô Tư là mình muốn lợp cái mái nhà lại hay sao cô, để mình chống mưa chống gió cô? Thì ý cô Tư vậy đó, ý cô Tư nói à, nếu mà cô bác anh chị gần xa có giúp đỡ được cho tôi á, mà lợp lại sửa lại được cái mái nhà cho nó được đựng giọt mưa nữa, cho cao cáo lên đựng cái mưa gió mà tràn nước vô nữa thì xong xuôi hoàn thành đó. Thì tôi bây giờ mà ăn dịch thiếu khó khăn bán vé số bán cũng không được. Bây giờ tôi mở tính được sạch sẽ ra cao cáo vậy đó, tôi mở ra tôi bán hủ tiếu tương. Bán hủ tiếu tương ngày á, thường á, thì tôi bán kiếm tiền thu hoạch chút đỉnh. Còn nếu ngày 14 rằm á thì tôi bán từ thiện. Với 29-30 tôi bán từ thiện. Chứ tôi cũng sắt vừa muối tôi cho từ thiện á. Bây giờ từ thiện chứ tôi còn muối 2-3 hũ chứ mới vừa rồi tôi cũng mới sắt cho rồi nữa. Mà bây giờ nhà cửa nó ủng nhủm, bây giờ mình muốn mà ăn gì nó rất khó, muốn mà để trương ra mà bán hủ tiếu chay không biết làm sao, không biết làm sao là bán được. Ước nguyện của cô Tư thì muốn cái nhà mà cho nó đừng có bị dột mưa, cho nó được đừng có nước tràn vậy đó, đặng cho cô Tư mua bán quanh tạc gì cho cuộc đời sao đặng sống con ơi. Bây giờ cô Tư già rồi đi bán số số tôi lội không nổi. Mà dịch chiếu clip bây giờ á, người ta không có mua bán buôn khó khăn lắm. Cô Tư rất là khổ, khổ lắm luôn. Cô Tư không gài đau bệnh hoạn về cái bệnh ghiên thân của cô Tư mà không có tiền lo thuốc luôn. Bệnh không khó nói rồi thành ra cô Tư không có nói được. À, không có dịch chiếu thì liên tiếp được thì cô Tư cũng không có tiền mà để chạy chữa được nữa. Dạ thưa cô Tư, thì con cũng nghe nói là cô bị bệnh là do lý do là cô bị ta phạt gì đó cô, thì cô biết bấm nguyệt gì đó mà không có đi được, cái gì hoàn cảnh khó khăn gì đó không có giúp đỡ cho người Đúng ta rồi. được, thì con có thể chia sẻ chuyện này cho mà con biết. Đúng rồi. Có mấy anh chị điện điện đi lại mà để giúp đỡ bấm nguyệt mà cho người ta, mà cái tâm của cô Tư á, người ta vẫn biểu cô Tư đi lại đến đó, rồi người ta vẫn giúp tiền cho cô Tư, tiền xăng tiền bọng mà đặng cho cô Tư về. Nhưng mà cái tâm của cô Tư hồi đó đến giờ giúp bao nhiêu người đích thân cô Tư lo được thì cô Tư đi, tiền đổ xăng được thì cô Tư đi, mà cho bao nhiêu cô Tư cũng không nhận. Cho nên á, cái anh chị này cũng ở hơi xa rồi kêu điện cô Tư hoài mà cô Tư không có khả năng đi. Hành cô Tư đau từ hôm đó giờ dữ lắm luôn, thành thử ra cô cũng đốt nhang cô Tư giấy ơn trên cũng nguyện thì thôi cũng tha thứ cho con, không phải là con không muốn đi cứu dân độ thế giúp người mà tại hoàn cảnh con nó quá khó khăn. Cô Tư giấy mấy đuôi dài rồi thành ra cô Tư cái đợi cái đầu cô Tư mới nhẹ nhẹ được cái ngốc đi, chứ cô Tư ngồi gì đâu có nổi luôn, đau lắm đau luôn. Hành cô Tư mình mãi bãi quải nhất mình nhức mãi nhức đầu cổ đi đứng không nổi luôn. Mà cô biết là cái chuyện mình không có thực hành được cái lời nói mình, cô Tư mới đốt nhang cô Tư giấy ơn trên cũng quyền Đức Mẹ Quan Âm gia hộ độ cũng tha thứ cho con, thì tại vì con khổ thôi chứ không phải là con không đi giúp người. Hổng gài thấy cô Tư cũng nhẹ nhẹ. Dạ, con thì cũng nghe nói là cô Tư còn nuôi một người cháu đúng không cô Tư? Đúng rồi, cô Tư đang nuôi nó, cháu nó đang đi ăn học đó. Cha mẹ nó mà thôi nhau bỏ cô Tư nuôi hơn tháng tuổi tới giờ. Lúc đó cô Tư còn mạnh giỏi bươn chải đủ thứ không ơi, mần gì ai mướn gì cô Tư cũng mần, đi mần công ty mần gì cũng mần. Mà sau này cô Tư mần không nổi nữa cô Tư đi bán vé số rồi nuôi nó cho nó ăn học rồi bán vé số. Bây giờ gò cẳng nhức mỏi già cả lỗi hết nổi rồi. Chạy qua bên này á, cô Tư dịch chiếu bây giờ nó ế ẩm. Lúc đó cô Tư gì à, mày biết cũng mở ra đi bán vé số không không nổi rồi. Cô Tư gì cô Tư cũng mở ra cô Tư bán hủ tiếu tương nha. Nhưng mà bán cái chỗ của cô
nó ẩm thấp như vậy, mưa gió như vậy, cái chỗ mình nó không được sạch sẽ rồi bán cũng chậm chạp, thành thử cô ta Tư nó mới nghỉ. Bây giờ cô Tư ao ước sao mà được cái chỗ cho nó đàng hoàng, cao ráo, lượng mưa gió như vậy đó, thì do cô Tư bán hủ tiếu tương để mà kiếm tiền cũng sanh sống rồi nuôi cháu đi học. Với ước nguyện của cô Tư đó là ngày rằm ngày 14, 29, 30 là cô Tư bán là từ thiện, ước nguyện của cô Tư cũng là như vậy đó. Con mấy con bữa cũng đi ngang á, thì mắc mưa có ghé chăng cái chỗ cái quán cô Tư á, thì cũng cặp mé đường rồi thấy là cô Tư che bạt không à, sao cô Tư không có lợp và ton này kia để cho cái quán để mình bán đồ nó chống mưa chống gió được cô? Tiền đâu mà lo con ơi, cha bậy bạ nó gì chứ đâu có tiền đâu mà lo, đâu có khả năng đâu mà lo được, bởi cho nó ẩm thấp rồi cứ cô Tư mới bán buồn mưa gió gì, có cô bà Tư bán hủ tiếu bán đồ bán không được, mưa nấu nướng rồi cái mưa ướt ẩm rồi cái gì. Mấy ngày đó là mỗi lần mà nấu là bán mà bữa nào cũng mưa rồi là gầu đó, hôm nay vậy thôi ẩm thấp nó bán buồn gì được, cô Tư mới nghỉ rồi Cô chưa. Tư nghỉ giờ bao lâu rồi cô Tư? Cô nghĩ là từ hôm mà mưa ổng mưa tới giờ cũng không phải cả tháng tháng mấy hai tháng gì nó đây, hồi mưa ổng mưa ầm tầm tã đó, Bây hỏi giờ không làm con ra tiền rồi tiền đâu cô xoay sở cuộc sống cô Tư? cô Tư bây giờ khổ lắm thôi, khổ dữ lắm, bởi vì hiện giờ cô Tư đang cân bệnh trong mình, cô Tư nó rất là hiểm nghèo mà cô Tư không có tiền lo thuốc mà không có tiền mà đi khám bệnh luôn, thì mấy cô bác anh chị nó bệnh của mày mày phải đi khám mới được, nói tiền đâu đi khám, giờ hút thuốc nam đồ, thuốc nam với giặt đồ đỡ gì thôi, qua ngày đoạn tháng thôi chứ làm gì có tiền đâu mà đi khám. Bây giờ nó khó đủ mọi cách luôn, không quyến chuyển được nổi luôn, Nếu vợ như con mà cháu cái nó trị đi bệnh học. của cô như vậy mình đi khám trị bệnh cái bệnh chỗ mà kín không nói được như vậy có thể là bao nhiêu tiền mới trị được cô? Cô Tư cũng không biết những cái bệnh của cô Tư, chị chắc cũng hơi, cô suy nghĩ là chị chắc cũng hơi nặng tiền, bị gì bệnh này bệnh mục mà, thành thử ra cô Tư nghĩ, cô Tư chưa có đi tới khám mà, nhưng mà cô Tư nghĩ chắc cũng tiền chắc cũng nhiều, cũng được 1-2 triệu đâu, 3 triệu gì mấy cái ấy được chứ, thuốc men là này kia mục rồi nó còn kéo dài nữa, nó còn khám còn kéo dài nữa, thành thử ra cô Tư không có khả năng, không có dám đến luôn, cô Tư chỉ là chạy lo thuốc nam, uống thuốc nam rồi thuốc giặt đồ đỡ qua ngày đoạn tháng thì thôi. Thì cô Tư có bảo hiểm gì không? Này cũng có mua bảo hiểm không cô Tư? Có bảo hiểm của cô mua hình như bây giờ hết rồi, không có tiền mua lại hết rồi, nhưng là mãn rồi, đúng rồi mãn rồi, rồi lại bị gì mua cũng lâu lắm rồi, lúc đó còn xe chở được đi bán giấy số, còn quay chở quanh thành được, rồi cô Tư hết là cô Tư mua liền, mà từ hôm đó giờ không đi bán giấy số được, chiếu clip mà ăn khó khăn, thành thử ra là thành ra rồi hết, hôm nay lâu rồi cô bỏ không có mua rồi. Con thấy cô Tư sống độc thân á cô Tư, rồi như là ông chú Tư ở đâu cô Tư? Ổng đi theo vợ nhỏ mười mấy năm nay rồi con ơi, bỏ cô Tư mười mấy năm nay, cô Tư ở nhà sống với nhỏ cháu đó, bươn chải gì lo cho nó ăn học đó. Nói nào ngay nó cũng thấy khổ, nó nói thôi nội ơi để con mà đi nghỉ học, con đi làm thuê làm mướn chứ như gì cảnh gì khổ quá rồi, nó nói thôi con ơi nghèo bây giờ con phải cố gắng học, cỡ nào cũng phải lo cho con học chứ không có cho con nghỉ, bây giờ con nghỉ nữa con khổ giống nội nữa, không có ăn học được cao rồi cứ những công chuyện gì mà ăn cũng thua suốt người ta rồi, khổ mãi mãi, bây giờ con phải cố gắng vượt, cỡ nào cũng phải lo cho con chứ không có cho con nghỉ. Dạ thưa kính thưa cô Tư thì con thấy cô cũng biết gì bấm nguyệt nè, rồi cũng nguyện là cái tâm nguyện của cô là để mà trị bệnh cứu thế độ đời á, đúng không cô? Đúng rồi cô Thư, Nhưng cái tâm con hỏi là cô mình phát tâm lý do sao mình phát tâm mà chay như thế này á cô? thì cô thấy cái cuộc đời giờ sống là đây, sống là toàn là thế gian, trên mình sống đây giờ là thế giả tạo không, hoàn toàn cái gì cũng là khổ, không có cái gì gọi là của mình mà không có gọi gì là sung sướng, cô xét tới nghĩ lui là nó rất là khổ,
không có gì là sung sướng hết. Một cái, hai nữa, một bữa đó đó cô Tư đó mần con cá, mần con cá ra cô Tư kho cho nhỏ cháu ăn, cái cô Tư cô đập đầu nó cái nó dãy quá trời, nó dãy máu me nó ra tùm lum hết trơn. Cái tự nhiên cái tâm của cô Tư thấy cô Tư chịu không nổi, mình nói mình đi dấp cái cây hay cục đá cái là mình đau đớn bằng cỡ nào mà mình đập đầu nó như vậy là nó đau lắm nó mới dãy. Cô Tư tự nghĩ vậy, cái cô Tư thấy tuần này quá, cô Tư cũng thả vô cái thau nước coi nó sống lại không. Hai con, mua hai con nha, thả lại nó không sống, để một hơi lâu lắm nó không sống, còn con kia nó không sống. Sống cái cô Tư mới thả xuống sông. Rồi từ đó sao là cô Tư mần đồ cho cháu ăn, toàn là cô Tư mua đồ cá chết hay là gì cho nó ăn, chứ cô Tư không có mần mua cá sống cho nó ăn. Rồi từ chỗ đó đó là cô Tư quay đầu hướng thiện. Một cái với hai nữa, không biết ông bà ơn trên mà tại cái tâm của cô Tư nghĩ là tại cô khổ quá, cô nói nếu mà cô bươn chải được, oanh tạc được được cái ngôi nhà cho kín mưa kín nắng đặng mà thờ ông thờ bà thì cô Tư sẽ ăn chay. Mà cho bộ trong cái ông bà di chuyển, bữa đó cô Tư mua con vịt cỏ, cô Tư thích thích con vịt đó lắm, cái luộc sả mà mỗi khi mỗi lần á đâu cô ăn rất là ngon. Bữa đó sao mà tự nhiên cô Tư luộc ra ăn miếng đầu sao mà nghe nó không ngon lành gì chân. Cô nói ủa sao mình mặn không, chứ ai mặn mà ăn không được kỹ ta. Cái cô Tư mới bướng một miếng nữa ăn thử coi sao mà kỳ á, bướng miếng nữa cô Tư nhận nhận cái nó nói ủa mình bỏ mình được cũng chín mà đâu có sống đâu mà kỳ á. Cô Tư mới bắt nước lên cô nấu lên cái nữa thử coi cái hay là mình còn sống mà mình ăn không được. Cô Tư bắt nấu lên cái nữa mà cuối cùng là ăn một miếng, miếng thứ ba là cô Tư ói, ói ra dữ lắm, ói luôn. Rồi cô Tư nghỉ ăn luôn, rồi cô Tư mới bưng cái nồi thịt vịt đó cô Tư cho cái ông anh kế bên nhậu. Là từ chỗ đó là cô Tư ăn tương luôn, chứ cộng lại cô Tư đập đầu con cá gì đó. Cô Tư tự với cái tâm cô Tư nghĩ rồi cô Tư nghĩ không ăn tương ăn cá rồi cô Tư ăn tương luôn. Dạ, kính thưa cô Tư, thì cho con hỏi thứ nhất á, là cô ăn chay được bao nhiêu lâu rồi là giác ngộ tu hành á, rồi còn thứ hai con hỏi cô á, khi mà mình ăn chay mình quyết về Phật thì khi mà nó có điều trở ngại thử thách là mình bị bệnh á, thì thí dụ như bị bệnh gì đó bác sĩ kêu là ăn mặn mới cứu được, thì theo như cô như thế nào? Không, cô nói thiệt, nếu mà cô bước vào ăn chay rồi bác sĩ nói ừ bây giờ á chị cái bệnh của chị mà chị ăn mặn là tôi cứu không được, chị ớ chị ăn tương tôi cứu không được, chị ăn mặn tôi cứu mới được, thà là cô Tư chết dứt khoát. Bây giờ cô Tư hỏi con nè, con ăn mặn con sống lại để thế gian này để làm gì? Cũng quanh dòm quất dòm tới dòm lui cũng là cái thế gian này sống, nó ta hoàn toàn cái gì cũng là khổ, khổ hạnh không. Hồi lúc trước cô Tư không có sáng được, không có hiểu được, cô Tư không có thâm sâu về bên đạo được, làm như ông bà cô Tư nguyện trong tâm cô Tư rồi bắt đầu ông bà khiến sao cô Tư được hiểu được. Bây giờ thí dụ cô Tư đau cỡ nào, nặng cỡ nào mà bác sĩ nói bây giờ cô Tư ăn mặn lại đó cô Tư mới sống được. Nó giàu sống lại cũng không 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 ăn nữa, sống để làm gì? Sống để khổ thôi, chứ sống cũng không có để được là gọi là sung sướng được một ngày một giờ nào á, gọi là cõi ta bà này là dạm tạ giả tạm không. Khổ từ đâu tới đâu, từ cái chỗ nào cũng khổ hết. Cô Tư nhìn thấy từ chỗ đó là cô Tư không phải phát tâm, phải nhất quyết là cúng lại nguyện với ơn trên Đức Phật, ngài con mãn thần Đức Phật đưa linh hồn con về an lạc. Thế là cô Tư chết hết không bao giờ ăn mặn. Dạ, kính thưa cô Tư, thì cô Tư cũng chia sẻ nãy giờ cho cô bác mình cùng xem, thì cô Tư có lời nào để mà mình chúc cái lời chúc cho cô bác mình tốt đẹp cô? Thì bây giờ á cô Tư cũng có lời gửi lại với anh chị cô bác em cháu gần xa nước trong nước ngoài. Đời bây giờ á là mong manh lắm rồi à, bây giờ á gắng lo mà tu hiền tu lành, ăn chay niệm Phật, làm phước làm gian, quay đầu hướng thiện, đừng làm điều ác nữa à, mà mình mới có cứu kịp. Chứ bây giờ mà không có để quay đầu mà tu hiền tu lành á thì không còn kịp nữa cô bác anh chị ơi.
Con cháu ơi, bây giờ tôi cũng chúc cô bác anh chị gần xa nước trong nước ngoài mà được nhiều sức khỏe để mừng ăn, có tiền có bạc để mà gửi gắm về giúp cho những người nghèo khổ. Nam mô A Di Đà Phật. À, cũng cảm ơn cô chia sẻ rất nhiều, chúc cho cô giàu sức khỏe và thân tâm an lạc. Rồi, cô tôi cũng cảm ơn con nhiều. Chúc cô tôi nhiều sức khỏe, cô tôi. Nam mô A Di Cô Đà cũng Phật. chúc.